Chào mừng các bạn đã đến với thủ tục tin học của kênh Long DLT Automation. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tắt các ứng dụng chạy ngầm trong quá trình khởi động của máy tính. Các ứng dụng này là gây cản trở cho việc khởi động, nó giúp cho việc quá trình khởi động diễn ra lâu hơn, gây khó chịu cho người dùng khi không muốn tắt, không muốn sử dụng những phần mềm này, nhưng nó vẫn cứ liên tục hiện ra. Để tắt thì các ứng dụng chạy ngầm này, đầu tiên ở phần dưới thanh tắt bar này mình kích chuột phải, ở trong phần Test Manager, ở phần Startup này mình có danh sách các thiết bị đang ở trạng thái là chạy chạy cùng quá trình khởi động. Ở đây mình bây giờ mình sẽ tắt các ứng dụng như là Terabox, mình chọn Disable này, Sky Enable, Microsoft này mình cũng muốn disable luôn. Đây là Zalo mình cũng muốn disable này, để cho mà khi quá trình khởi động nó sẽ không khởi động cùng, máy sẽ nhanh hơn. Ở đây ở phần status này mình có thể theo dõi các quá trình các trạng thái có khởi động cùng hay không. Nhưng cái disable thì có nghĩa là không khởi động cùng. Ở phần startup impact này là những cái tốn nhiều về dung lượng thì nó sẽ là 2. Và manage này nó có, nhưng nó không đo lường được cái mức độ cao thấp của cái phần mềm. Đấy, đó là cách mình hy vọng các bạn sẽ có thể tắt được những ứng dụng đó để không gây cản trở cho quá trình khởi động của máy, gây khó chịu cho người dùng. Video của mình đến đây là hết. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hay thì cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm các video tiếp theo. Chào các bạn.